Vậy làm lấy vợ về làm dâu đúng không? Không cần phải làm dâu. Không cần làm dâu. Dạ. Có mua miếng đất kế bên chưa? Có, nhà có đất đai. Có luôn. Ngon lắm. Ai mà có đất là tôi mê lắm. Trời, nhà trai tôi ngon lành rồi đó nha. Em cũng thích ở yên tĩnh. Em thích ở yên tĩnh luôn hả? Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở liền luôn đi. Ê, bên đây chưa cho nha. Ủa chưa hả? Sao bỏ ta? À, người ta bỏ em. À, người ta bỏ em. Ai lên đó ngồi cũng có bị bỏ hết trơn á. Tội nghiệp không? Ở mình nhà. Ở trọ hả? Dạ, con ở nhà riêng. Ngon luôn. Ngon luôn. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là Lưu Thị Kiều Diệu. Hiện tại và em đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh kiểu buôn bán ốc á chị. Quán ốc hả? Mở quán ốc. Dạ. Nhiều sọt hết hả? Ngon à? Ngon đó. Làm cho chú dĩa ghẹ coi. Làm cho chú dĩa ghẹ coi. Bây giờ mình nghe nhà trai nè. Mời em trai. Em tên là Ngô Chí Trung, sinh năm 1993. Nay 30 tuổi. Em sinh sống làm việc tại thành phố Dĩ An, Bình Dương. Trung là quê đâu Trung? Dạ, ở Thanh Hóa. À, Thanh Hóa. Dạ. Mà bây giờ mình ở Bình Dương với ai? Dạ, ở với gia đình. Vào đây định cư từ năm 2000 tới giờ. Vậy là em lấy vợ về làm dâu đúng không? Không cần phải làm dâu. Không cần làm dâu. Dạ. Có mua miếng đất kế bên chưa? Có, nhà có đất đai sẵn. Có luôn. Ngon lành. Ai mà có đất là tôi mê lắm. Trời, nhà trai tôi ngon lành rồi đó nha. Rồi bây giờ mình nghe về ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì nói chung là đảm đang, rất là thích con nít. Em thì thuộc tốt người là không câu nệ những cái việc nhỏ. Em nấu ăn ngon. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Em rất là dễ tin người. Với lại là nhiều khi nói chuyện không được nhẹ nhàng á, cho nên là mọi người dễ kiểu hiểu lầm, kiểu ít cái giao du bạn bè, rồi thích sống những nơi yên tĩnh. Câu này nghe già lắm à. Mấy người lớn tuổi chuyên môn nói thích ở yên tĩnh. Tôi là giờ tôi ở yên tĩnh rồi đó. Em cũng thích ở yên tĩnh không? Em thích ở yên tĩnh luôn hả? Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở liền luôn. Ê, bên đây chưa cho nha. Ủa chưa hả? Trời ơi, vậy là hai đứa này hợp nhau rồi đó. Nhà gái ta nói ưu điểm khuyết điểm, mà mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi Trung. Em ưu điểm là không hút thuốc. Rồi, tốt. Không kiểu bài bạc này nọ. Còn biết nấu ăn. Quen mấy cô rồi? Hai người cũng được 1-2 năm vậy đó. Rồi sao bỏ ta? Người ta bỏ em. Người ta bỏ em. Ai lên đó ngồi cũng có bị bỏ hết trơn á. Tội nghiệp không? Tự nhiên bỏ vậy đó hả? Em có làm gì sai không? Cô đầu là em quen thời đang còn đi học. Là bạn thân nhảy vào. Bạn thân của em? Dạ. Nói giờ muốn rơi nước mắt luôn. Rồi chơi bạn thân mà giờ. Thứ hai là do gia đình nhà gái nó chê mình. Chê sao Chung? Đi làm ngoài nắng nên là đen này nọ nó không phù hợp. Giờ em nhắn tin hỏi đen bạn Quyền Linh không? Giờ em nhắn tin hỏi đen bạn Quyền Linh không? Chê này nọ thôi là thôi không. Thôi vậy thôi đi, vậy thôi đi. Ta chê quá thôi đi. Dạ. Rồi, nhà trai tôi thật tình lắm. Chào nhà gái. Dạ, con chào chú. Trời ơi, gái Quảng Ngãi hả? Dạ. Rồi, bây giờ á, bên đây có hai mối tình mà người ta rớt nước mắt. Còn con sao? Có mấy mối tình nè? Lúc mà con còn đi học á, ừ. Và lúc mà con về con tự kinh doanh á, ừ. Thì lúc đó kiểu cũng có quen, nhưng mà thời gian làm việc mình dành cho thời gian và sự nghiệp nhiều hơn. Rồi. Cho nên mình không có xác định vào cái việc mà hôn nhân. Nói chung là nhà con cũng khó khăn. Cho nên là mình muốn á, lo cho nhà. Kiếm nhiều tiền để mà có thể lo được cho bà mẹ. Tội nghiệp không? Bây giờ sao? Bây giờ là có tiền chưa? Dạ có tiền. Không có này tôi lo. Không có này tôi lo. Không có này tôi lo. Ừ, không có bên đó lo. Bên đây người ta có đất, có nhà, cửa đầy đủ hết trơn. Dạ thì con có tiền rồi, nhưng mà khi mà nghĩ tới cái việc mà mình sẽ lập gia đình á, thì nói chung công việc nó ít có thời gian mà để đi gặp. Thì như đi làm buổi tối không à. Thời gian đi làm buổi tối nhiều. Không có thời gian mới rời xa cái mối tình đó đúng không? Nói chung là bị mất nhiều cơ hội lắm. Tức là bạn này chỉ có mới chớm quen thôi thì lại bị công việc nó lôi cuốn nhiều quá. Không có nghĩ về. Thôi được rồi, thật ra là chú thấy con là một người sống vì gia đình. Một con người rất là tốt, những ai mà suy nghĩ về gia đình, hướng về gia đình á là một người thật ra rất là tốt. Rồi ba mẹ vẫn ở Quảng Ngãi luôn. Dạ. Ba mẹ thì ở dưới quê á. Dưới quê. Con làm ở trên thị thì con ở riêng ở trên thị. Rồi con ở với trọ. Dạ, con ở mình dạ. Ở trọ hả? Dạ con ở nhà riêng. Ngon luôn. Ngon luôn. Hết hồn. Tôi phái mấy đứa trẻ bây giờ đứa nào cũng giỏi hết trơn á. Có tài sản riêng hết trơn rồi. Bây giờ khá rồi, bên đây cũng có đất riêng, nhà riêng. Hai đứa là tự có thể tự lập về tài chính rồi. Chủ động về tài chính rồi. Dạ. Khỏe rồi, bây giờ mình lo chuyện tình yêu đi. Nói chung là bây giờ con thì
lúc nào cũng mong muốn có một cái gia đình hạnh phúc hơn là cái việc mà sẽ xây dựng sự nghiệp hoặc là kiếm tiền. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mong muốn có bạn trai như thế nào? Tiêu chí thì bạn hiền lành, nam tính. Phụ nữ tính được không? Dạ không. Ta cũng hiền mà ta nữ tính được không? Không, cũng thích nam tính. Có những người đàn ông á, thật ra người ta rất đàn ông về xử lý, về tất cả mọi thứ á, nhưng mà nhìn dáng điệu hơi nữ tính. Đẹp tí nó con coi thử. Đẹp tí nó con coi thử. Đi con coi. Nói thầy chứ đây không có nha con nha. Dạ. Với lại là con thì cũng thích mấy bạn kiểu thích tự do ấy. Tự do. Thì con thích dịch chuyển. Tại vì cùng chung chí hướng thì sau này ví dụ như mục tiêu của con là sau này ví dụ như có gia đình thì con sẽ đi trải nghiệm nhiều hơn. Cho gia đình mình hoặc là con sau này nó sẽ được hiểu biết nhiều hơn. Đúng dạ. Rồi, có tiền ha, đi du lịch nhiều ha, để trải nghiệm. Nó nghe là vô Bình Dương bán ốc được không? Dạ được. Dạ được. Có mặt bằng mình lấy nguồn từ quê mình dạ. Vô. Có luôn. Có luôn hả? Dạ. Có mặt bằng mở tiền ốc đúng không? Tại vì nhà, nhà có mặt tiền luôn mà. Mặt tiền luôn hả? Dạ. Đầy không, đủ điều thua kiện. Thua kém bên đây. Nói chung là bên nhà trai tôi có hết rồi. Ừ. Nhưng bây giờ con thử diễn tả coi có gì giống trung bên đây không? À, con thích mấy bạn cao hơn cỡ 1m7 á. Mời qua đây, để tôi qua đây tôi coi. Đừng mời qua. Này, vụ này tôi không dám nói. Chết rồi. Vụ này để kiểm tra lại cái. Không sao. Tao nói là tính cách nó sẽ vượt qua được hết cái chiều cao. Đất đai bù chiều cao. Đúng. Đất đai bù chiều cao. Đúng. Nó có đất riêng rồi bù chiều cao. Nói chung mấy con ơi, tôi nói con nghe nè. Ngày xưa ông bà ta quan niệm gì mình lấy chồng lấy vợ là phải cao lớn để đẻ con nó cao. Nhưng mà bây giờ khoa học tiến bộ rồi con. Gen di truyền chiếm có 29% thôi. Dinh dưỡng, môi trường nó chiếm 30-mấy%. Dạ. Chăm sóc giữa cha mẹ này kia chiếm 10-mấy% nữa. Tóm lại là cha mẹ hơi lùn chút xíu nhưng con có thể cao. Thầy chú nè, chú nè, chú lùn hơn con chú luôn nè. Chú lùn hơn con chú luôn nè. Tự hào á. Chú tự hào. Tự hào là chú lùn hơn con chú. Bởi vì cho con thấy được rằng là chưa chắc người không cao mà đẻ ra con thấp đâu. Đúng không? Dạ. Đừng có lo. Còn ngoài chiều cao ra còn gì nữa? Ừ. Bạn cũng thích cười. Thích cười hả? Nhưng mà cười hoài nó cũng kỳ lắm nha con. Nói chung nãy giờ nói cho nhà gái nghe chung con làm ăn gì? À, nhà con thì làm phế liệu. Làm từ năm 90 tới giờ. Giàu lắm mấy con. Tưởng bình thường. Bình thường. Tưởng trả lời dập dập sơ sơ chắc té xỉu. Với lại con đang làm thêm bên mặt dây dày. Ý là con làm gia công cho người ta. Con gia công. Dạ. Nhà con ba mẹ làm phế liệu, con làm gia công dây dày. Thì là phế liệu rồi con cũng phụ ba mẹ làm. Phụ luôn. Có kiểu là tối thì con làm thêm bề cái mảng dây. Đó, nãy giờ chú hỏi giùm con đó. Dạ, con cảm ơn chú. Được không? Con nghe hết chưa? Con không có quan trọng vấn đề là bạn đó làm gì. Ừ. Miễn là bạn đó thích, bạn đó là bạn thôi. Không. Làm gì việc thích là được. Không, thời buổi hiện đại mình phải coi người ta làm cái gì con. Không cần biết làm cái gì, nghề gì cũng được nhưng phải ổn định trước cái đã. Rồi bây giờ nói cho chị Lan nghe là em mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè. Cũng xác định là lên đây là đi kiếm vợ chứ không phải là kiếm bạn gái nữa. Cũng xác định là lên đây là đi kiếm vợ chứ không phải là kiếm bạn gái nữa. Mình kiểu là người phụ nữ của gia đình. Cái việc kiếm tiền em có thể kiếm được. Tại vì mình con trai mà, mình chủ động kinh tế, tài chính thì vợ có thể nắm. Nhớ nghe, chút mở rào ra nói câu này nha. Bây giờ mình hỏi người thân nè. Rồi. Đi với ai? Dạ, đi với hai bác và anh trai. À, có hai bác đây luôn đó, hả? Có gia đình luôn. À. Rồi, chào nhà trai. Chào hai MC và rất là dễ thương. Dạ, chương trình. Cảm ơn nhà trai. Và cảm ơn là cái chương trình của mình á, là tổ chức rất là chu đáo và rất là nhân văn. Mà cái niềm mong ước nhất là của gia đình tôi hôm nay là được đăng ký cho cháu. Tết vừa rồi cháu mới đến bảo là chúc Tết bác mà bây giờ hỏi tình hình người yêu mày như nào không có. À, thế tôi không được. Thế này là phải nhờ đến chú Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan thôi. Để cho chị nó đăng ký cho chị. Từ nhỏ đến đi học đến nay chưa có khuyết điểm về vấn đề là tụ tập và chỉ biết làm ăn. Mỗi cái là tán cái dở cho nên thành thứ với như vậy thôi. Thì bên cháu gái á. Thì nhận xét thì đúng là rất dễ thương. Nhân cơ hội này thì bên gái thì các cháu cũng chụp lên đây rồi thì cho nhau một cái cơ hội lấy cái ngày này của các cháu là ngày đẹp nhất. Dạ, cảm ơn chị. Bác trai nhiều. Vậy là có duyên nó quan hải rồi đó, không? Mình đi với ai vậy con? Dạ, con đi chung với bạn. Rồi, dạ. Chào nhà gái. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À, con là Lợi, là bạn thân của Diệu cũng từ cấp 2 đến giờ. Nhìn qua bên đàn trai thì anh này thì con thấy là anh cũng thật thà, cũng chân chất. Con nghĩ là hai người nên cho một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cảm ơn người gà. Thôi bây giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Nôn lắm rồi. Mở rào.
cứ bình tĩnh tự tin lên nha Trung ha. Ở dưới có bác, có cả gia đình ủng hộ nè, tự tin lên, bên đây có anh đừng có lo. Nào, tặng em món quà. 30 năm trong cuộc đời này chưa gặp nhau, lần đầu tiên gặp nhau đó, coi sao nè. Em ở Quảng Ngãi này, em cũng tính vào đây hay là sao? Ý là xa gia đình á, em có vào được không hay là sao? Dạ, em không ngại anh. Với anh thì không cần phải làm dâu, bố mẹ cũng không ép buộc phải làm dâu. Tại vì nhà thì cũng có đất đai, cũng xây nhà thì lên ở thôi. Anh thì làm để được. Anh thì làm để được. Dạ. Nhưng mà anh bị lấn cấn cái vấn đề là anh sợ bố mẹ làm dâu rồi xích mích, anh đứng ở giữa mẹ chồng với con dâu, nhiều khi nó xích mích nên là anh rất ngại vấn đề đó, nên là anh không ép buộc vợ mình phải làm dâu. Công việc của anh là như vậy thì anh có thể kiếm ra được đồng tiền, nên là cần một người vợ quản lý chi tiêu cái này đó. Yeah. Nên là hy vọng em đồng ý. Hy vọng em đồng ý. Dạ, yeah, em đã xác định có gia đình thì con cái thì em lo. Cái đó anh cũng lo được. Dạ. Anh vấn đề chăm á, cái việc chăm con á. Chăm con thì vẫn nhiều khi ví như là anh thấy nhiều cặp, nhiều vợ chồng nhưng đẻ con á, vợ bị trầm cảm sau sinh á, nên là anh sợ vợ anh vấn đề đó, nên là nhiều khi anh có thể chăm con được, anh cũng thích con nít mà. Dạ dạ. Được còn quá. Cái chuyện mà làm dâu thì em không có lo, ở chung với ba mẹ cũng được, tại vì cái đó cũng là một cái bài học của mình. Nếu mà mình có thể sống với nhau mà hòa thuận được á, đó là một cái niềm vui. Cho nên em không có sợ rằng là mình sẽ ở với ba mẹ chồng. Lên chương trình đây là em cũng muốn cho mình thêm một cơ hội. Yeah. Cho mình cơ hội để mình tìm hiểu, tại vì mục đích vẫn là để có một cái gia đình hạnh phúc. Anh cũng mong kiếm gia đình hạnh phúc thôi chứ còn ấy thì... Đây là cái này. Sát sát lại chút xíu. Đúng rồi. Nãy giờ mình xa quá, mình chưa gì mình vô chuyện gia đình rồi. Mình phải có cảm xúc thương này. Coi tay gì làm gì, kêu co dữ cái con. Đưa tay kia đây. Bây giờ mình hỏi coi, thí dụ giờ anh muốn thì bà khoảng bao lâu cho bên anh biết tới? Nếu mà được thì tầm bao lâu mình kết hôn được? Em muốn trong năm nay. Anh hay thì 2-3 tháng cũng được mà cuối năm cũng được. 2-3 tháng cũng được mà cuối năm cũng được. Nghĩ trong năm nay là được. Tại vì bây giờ nhà anh kiểu dòng họ dòng mình anh, nhưng mà chuẩn bị hết rồi. Đến bị dày đủ mọi thứ nên là cũng không ngại vấn đề là cưới lúc nào cũng được. Này, nắm tay bạn gái, nhớ tên bạn gái gì không? Tên gì? Dạ quên. Dạ Diệu Hiền. Dạ Diệu Hiền. Diệu Hiền đâu mà ra. Lúng mắt quá. Kiều Diệu. Dạ. Bạn tên Diệu. Dạ. Trung thấy sao? Rất ok. Ok hả? Tim đập mạnh không? Ừ, không đúng. Nãy mua quà về tặng bạn gái vậy? Dạ, đồng hồ. Nhưng mà lý do tại sao lại mua đồng hồ tặng bạn gái? Thì muốn cho mình có thời gian với nhau hơn, bởi bạn gái chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mở ra đeo cho bạn gái rồi. Cảm ơn. Rung dữ. Dạ, thôi. Được không Diệu? Dạ, được ạ. Rồi, bây giờ hai đứa dẫn nắm tay lên coi. Tay kia nữa. Rồi cái tay. Không làm gì cũng quẹo vô vậy. Nãy giờ thấy Kiều Diệu thế nào đối với mình? Mình thấy có đúng với cái người mà mình ước mơ không? Con thấy bạn rất đẹp. Rất đẹp. Dạ. Nếu mình theo bạn chia sẻ thì con thấy bạn rất phù hợp với cuộc sống gia đình. Ừ. Vì con muốn như vậy. Muốn sao? Muốn có một người phụ nữ của gia đình. Ừ. Còn Diệu thấy... Dạ, con thấy bạn hiền. Hiền đúng không? Dạ, hiền lành. Dạ. Ta cũng chưa tiếp xúc gì nhưng mà thấy cũng hiền lắm. Dạ. Đừng ăn hiếp nó nha. Rồi, thấy được rồi đó. Tôi thấy hai đứa hiền lắm á. Nãy giờ mình giao lưu hết, mình nghe tất cả về nhau rồi. Bây giờ chỉ đưa ra quyết định của chính mình thôi ha. Dạ. Rồi, mời các bạn về vị trí. Chị Ngọc Lan sẽ đếm 1 2 3. Chúc mừng. Chúc mừng hai đứa. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Bây giờ nè, có bác ở đây nè ha. Với lại ở nhà chắc là ba mẹ cũng coi, rồi có ba mẹ bạn gái nữa. Bây giờ mình hứa với người lớn gì đi? Thông qua chương trình con muốn gửi lời đến hai bác ở nhà. Nếu chương trình thì con xin hứa là tụi con nếu mà thành đôi, thành vợ chồng với nhau
thì con hứa sẽ chăm bạn suốt đời, không để cho bạn buồn. Dạ, con chào chú, con chào cô. Nói chung là đến đây thì con cũng cho mình thêm cơ hội để mà tìm hiểu anh nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ. Hay quá. Rồi, bây giờ một thủ tục tiếp tục là. Ôi, từ từ đi chú. Không, cái này là quy định rồi. Hôn vô má em cái, nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi, thể hiện là cái mình bấm nút á, là bằng trái tim của mình á, chứ không phải mình bấm nút chơi. Đàn ông mạnh mẽ lên, hôn vô má cái coi nào. Đó. Nhớ nha, phải mạnh mẽ lên chung. Bây giờ mình phải bằng mọi giá chinh phục được trái tim của cô này. Chúng em sẽ sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chương trình nha. Dạ, con cảm ơn chú. Ê, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Kỹ sư thiết kế khuôn dập. Thiết kế con gì? Khuôn dập. Khuôn dập ô tô. Vâng ạ. Rồi, mời đàn gái. Ủa, nhưng mà em làm ở đâu chả nghe được cái gì cả. Thành phố Hồ Chí Minh. Phương 25 tuổi làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước ạ. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước. Còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Kèm toán với hóa mà cấp 2? Dạ. Wow, sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Giống như sơ yếu lý lịch trích ngang vậy đó hả? Như nội dung của chương trình. Rồi, đọc luôn đi con. Thôi vậy sẵn mình đọc luôn đi, cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Giỏi chịu được áp lực của công việc. Dạ. Còn nữa, còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Vậy viết giấy nữa. Thấy cô kia dễ thương không? Rồi, nhưng mà nói nghe nè, cô giáo có một cái nhược điểm gì không? Hay là cái tính xấu gì không? Ví dụ như là cái chuyện ngủ nướng, ngủ rồi, đó là cái nhược điểm dễ thương thôi. Tính xấu nó giống như là nóng nảy, hay là ghen tuông, hay là bê bối, hay là có không? Dạ không. Không có luôn đúng không? Hoàn hảo luôn đúng không? Dạ. Khuyết điểm của con là con kể hết rồi á. Thì chỉ là chút xíu vậy thôi đó đúng không? Dạ. Đó, tại vì biết sao không? Phải hỏi để cho bên bạn trai á, bạn hiểu rõ về mình hơn. Dạ. Cưng hiểu không? Mai mốt đi gặp người yêu, con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa, hay là thích làm thơ, hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Rồi đâu, con đọc luôn đi. Này, con nhờ chú Huyền Linh đọc giùm con được. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Dạ, trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ phải có kiến mới đọc được. Tính cách người đàn ông. Cái đó không phải. Ở dưới hả? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, không có kiến đọc lộn. Sau đây là bài thơ nói về bản thân của em. Bông hoa nhỏ. Thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, bài thơ này là tự làm. Dạ, lộn chữ. Dạ. Đầu chữ đều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Thôi đẹp quá ha. Thôi cái bài cái này để đi. Cái gì vậy? Dạ, dạ, dạ. Bây giờ con cứ ngồi đi, con về con ngồi đi. Con dài tùm lum hết trơn. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. À. Theo cô á thì con cứ giữ cái này. Xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha. Con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá. À. Đúng không? Thôi đừng xếp nữa, nó phí nữa. Thôi dạ, để nó dạ, đi. Dạ, để nó đi. Đẹp quá.
Ừ. Đó, đàn trai. Ờ, để tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. Ừ. Thôi nói chung là ngày hôm nay hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Đó thì thấy một cái bạn bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang ha, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng. Cẩn thận, chu đáo. Ừ. Đúng vậy. Ừ. Rồi bạn có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Ừ. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Con ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mày mò sửa được. Ừ, giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên. Dạ. Giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào rồi. Giờ chào đi con. Dạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Thấy như là rất là hay quên luôn. Ừ. Cái này mà về gặp bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Ừ. Về nhớ đi sang bàn vô. Ôm nước đâu rồi là mệt lắm đó. Rồi, không sao đâu. Nói chứ lâu lâu mình quên chút không sao, nhưng đừng để quên nhiều quá. Quên mất bạn bên kia tên gì rồi. Không, quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ, em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. Đó. Bên rồi đây là Phương nha. Nhưng mà nghe câu hỏi nè. Dạ. Thế thế lý do gì mà năm nay tụi con mới có coi như con cũng 25. Ừ. Dạ. Mà con lại có mặt ở bạn mối hẹn hò. Dạ. Con nghĩ là khi mà lúc con còn trẻ thì con sau này con nghĩ sẽ gặp được nhiều người hợp với mình, nhưng mà rốt cuộc thì nó không xảy ra. Không xảy ra. Dạ, tức là kiếm hoài mà không ai hợp hết. Thiệt luôn á hả? Dạ. Rồi con nghĩ là hôm nay con có tìm được cái người hợp với mình không? Dạ, con mang hy vọng lớn đến đây ạ. Uh-huh. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ con trải qua 2 mối tình. 2 mối rồi đó chứ bộ. Dạ. Thì đó 2 mối mới thấy không hợp á, rồi hốt hoảng anh sợ anh ế. Mà anh mới có 25 tuổi thôi à. 25 tuổi mà trẻ quá mà. Ừ. 2 mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi. Lần đầu á. Mối tình đầu 2-3 tháng. Dạ. Mối tình kế tiếp là 2 năm. Vâng ạ. Nhưng tại sao lại chia tay? Dạ do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm rồi. Không đồng quan điểm nha. Bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu, cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ thay đổi. Bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Dạ. Luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Wow. Vậy là cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi. Ừ. Điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Ừ, chân dạ. Thành giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Đẹp trai. Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Yeah. Ai mà quen quá vậy ta. Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Thôi để đi coi mặt coi. Trời đất ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi. Chú. Đó, mà để nè, để sát mình thấy giống hơn á. Trời ơi. Không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Thế bây giờ nè, con đẹp trai hơn, yên tâm con trắng trẻo hơn chú ha. Bây giờ nè, bây giờ ý là con muốn cái mẫu hình lý tưởng giống như vậy. Đúng không? Dạ. Nhưng mà giống như thời điểm này hay là cái thời điểm cái hình? Dạ, thời điểm cái hình như tôi nói là 20 năm trước. Thời điểm cái hình như thế là cái hy vọng của con có nha. Dạ. Nha. Bên đây cũng đẹp dạ, trai. Cảm ơn. Dạ. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Hồi xưa chú là hot dog á. Ý, mình hot boy luôn chứ. Dạ. Trời ơi, cái hình nào cưng cứ ghét đi sợ luôn. Rồi nè, rồi lý do sao mà con tham gia chương trình này ạ?
Tại vì mẹ con nói là trong cuộc sống mình nên cho chính mình một cơ hội, biết đâu được một cái điều tốt đẹp gì đó sẽ đến với mình. Là mẹ nói như vậy. Yeah. Thế là con quyết định tham gia cái chương trình này để tạo cơ hội cho mình, đúng không? Yeah. Tại sao con xinh đẹp như thế này, nghề nghiệp lại ổn định như thế mà ở ngoài đời con không tìm được người nào mà con cảm thấy phù hợp với mình sao? Tại vì con thuộc người con gái là hơi truyền thống một chút. Ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người. Và con nghĩ là các bạn nam bây giờ thì thích người con gái là hiện đại ra ngoài xã hội nhiều hơn là người con gái truyền thống. Nhưng mà con là rất tôn trọng những người phụ nữ đi làm bên ngoài xã hội như các chị của con. Rồi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ. Rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với chị của con. À rồi mời chị. Rồi mời chị cho ý kiến coi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, dạ chào chị Hồng Vân và chào khán giả ở trường quay. Dạ Ngọc thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm nên bởi vì từ đó chị cũng chưa quen ai vậy. Theo chị thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội, dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Nhút nhát đâu. Ai? Rồi, chị có ý kiến gì không? Không rồi, em trai đi với ai? Dạ, con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác Yến, bác Mỹ với mẹ, bác Mai. Rồi, xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ, con chào bác. Dạ. Xin chào hai MC má tay. Dạ, chào anh chị. Chào mấy là gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì kiếm một người bạn cũng chúng tôi rất là ở xa, ở mãi Bình Phước á. Dạ. Thì lên đây là cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Dạ. Cho nên là cho cả mẹ cháu đây nữa. À, thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng, cao cao giống mẹ chồng. Thì bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì thôi cháu cứ tiến tới từ từ đi, rồi ra mai mốt rồi hai người để... rồi mình tính tới tiếp nữa đó, tìm hiểu nhau rồi tính tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Mẹ ơi, câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Tôi tên là mẹ của cháu Phương. Tôi thấy cháu gái bên này cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi cảm ơn gia đình đàn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Kéo rào lịch đó đi. Cho bạn hiểu kỹ về mình hơn. Bắt đầu đi Phương. Rồi đó, quay qua nhìn nhau nào. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời ơi. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Dạ. Có ý nghĩa gì với cái cây này không? Dạ, con thường xuyên đặt mấy cái cây như vậy trên bàn làm việc và nó rất là thân thuộc với con nên con muốn tặng cho bạn. Dạ. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. Với ý nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Hai bạn đều tặng một cái món để bàn á. Rồi con cất cái đó đi. Rồi chúng ta cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Có bạn này thôi. Dạ. Bạn gái thôi. Con nói trước hả cô? Hả? Nói chung là như vậy nè. Hồi nãy cô nhìn trong đôi mắt của con là Phương đúng không? Con là Ngọc. Ngọc dạ. Kim Ngọc. Cô nhìn trong ánh mắt của con á, là cô cảm giác là bé Ngọc á là rất là một cô gái rất là mộng mơ nè ha. Rồi bạn
tức là bạn 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 rất là hồi hộp khi mà bạn chuẩn bị bạn quay ra bạn nhìn cái bạn nam qua rào đó, trong trong đầu của bạn chắc là bạn sẽ nghĩ là không biết cái người đó như thế nào, có đúng với là cái điều mình mong muốn hay không. Thì bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Ừ. Chú Quyền Linh để lại một lần nữa đi chú. Để xin mượn cái tấm hình đó để kế. Dạ đúng rồi. Chắc 70%. 70% đúng không? Đúng như cái đầu, như vậy là giống như trong đầu con suy nghĩ không? Dạ. Đó, thì con nói cái cảm xúc của con khi mà con mới gặp bạn cho bạn nghe đi. Cho anh. Dạ, con thấy anh cũng được. Rung quá, anh đẹp trai không? Dạ, thua chú Huyền Linh hồi đó anh xíu. Thua chú Huyền Linh xíu, thôi con đừng lấy lòng Huyền Linh làm gì. Dạ. Bây giờ cứ thẳng thừng lật bài ngửa ra. Dạ. Hồi xưa cái hình đó là tẩy trắng đó con. Chứ dạ. Còn ngoài đời, ổng cái thời điểm đó, con biết ổng giống như là cái cục ngọc đen vậy đó, con hiểu không? Dạ. Xưa chưa có Photoshop nha. Dạ. Thôi, cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Con hỏi đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương. Trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Với bạn gái chưa từng có người yêu luôn đó con. Dạ. Cho nên cái cảm xúc của bạn hôm nay thực sự là rất là rung và rất là hồi hộp. Dạ. Thành ra con phải là cái người mà gọi là chủ động. Dạ. Để con hỏi bạn. Con bây giờ bước qua nắm tay cũng không xỉu, thua. Con muốn hỏi là cái em với kiểu, anh à, anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau thôi. Tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Là con thích như thế nào? Con thích gặp đó là con cảm thấy có cảm tình liền. Con gặp bạn này con có thấy cảm tình liền không? Cái đó là con muốn là thời gian chứng minh được cái điều đó, chứ có cảm tình liền là con chưa có. Ủa, nhưng mà ít ra là một cái cảm xúc gì đó chứ. Khi mà mở cái rào ra thì con cái cảm xúc của con đối với bạn như thế nào? Dạ, con thấy anh là hiền và cũng được 70% đẹp trai. Dạ. Con chỉ cảm nhận được như vậy. Vậy thôi hả? Dạ. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Có. Dạ. Thì là cái bóng của Quyền Linh quá lớn. Nữa. Cái bóng của Quyền Linh quá lớn, tôi giận ông ghê luôn á. Con hỏi đi, con hỏi tới tấp cho con. Dạ. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Dạ, em có kế hoạch khác rồi. Vâng. Em cũng muốn nhưng mà tiếc quá, em có kế hoạch khác vậy. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia cũng được, hẹn bữa kia cũng được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi. Đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Con phải đề ba từ đầu đó con. Bây giờ Phương cảm nhận cô gái đối diện thế nào? Nói đi Phương. Thì con nói là dễ thương trên sức tưởng tượng của con đấy. Cảm giác Phương lòng dạ, như thế nào rồi? Là một cô gái rất là chịu dàng và tốt bụng. Con có cảm giác như vậy. Dạ. Bây giờ Phương thử hẹn hò đi. Coi một tuần mình gặp được mấy lần. Mình thử xem bàn bạc với nhau. Em làm việc ở thành phố hay là ở quê vậy? Dạ, em làm việc ở Tây Ninh. Anh làm việc ở Thủ Đức. Em ở Tây Ninh, từ Tây Ninh xuống đây xa không? Dạ, khoảng chắc là 60 mấy cây á. Dạ. Em có gần núi không? Dạ không, em không gần núi, em ở Hòa Thành. Anh không biết chỗ đó. Cũng gần thôi em. Dạ, nói rồi. Vậy thôi, chứ qua thành phố Hồ Chí Minh, qua Củ Chi là tới rồi. Dạ đúng rồi. Không có xa đâu nha Phương. Vâng ạ. Đừng có, mà xa cũng kệ, yêu mà, càng xa lại càng yêu. Có gì đâu phải sợ. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Em thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím hết. Chú Linh thích màu tím mà con. Dạ. Chú Linh cũng thích màu tím lắm. Chú thích màu tím mà chú không có mặc màu tím. Đúng rồi, bạn này cũng vậy nè, bạn rất thích màu tím nhưng mà không sử dụng đồ màu tím. Là chú tím rệm luôn á. Tại vì mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con dạ. Thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. Anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy, tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài.
Dạ. Quan điểm về tình yêu của hai đứa thế nào, trao đổi với nhau nghe đi. Quan điểm tình yêu của anh là phải nhắn tin nói chuyện vui vẻ trước tiên, sau đó rồi mới tới mấy cái chuyện như là cao ráo này kia tình gái sau. Quan điểm tình yêu của con thế nào, nói cho anh nghe đi. Dạ, hồi nãy con có nói là quan điểm tình yêu con là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Cái đó thì hai người phải yêu nhau trước rồi mới tới quan điểm hôn nhân gia đình. Này cũng có đọc sách rồi nè, chứ chưa trải nghiệm đâu, đọc sách thôi. Ê, dạ. Rồi bạn trai nói chứ mà cô gái đi, hôn quan điểm hôn nhân gia đình của mình thế nào? Nói gia bạn gái nghe đi. Dạ, con cũng thích ý tưởng là hoàn thiện lẫn nhau đấy. Vâng, con thì chưa có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm. Nên bình thường thì con cũng tự hoàn thiện bản thân con trước đã rồi. Anh cũng tự hoàn thiện bản thân anh trước, rồi bắt đầu mới mong muốn họ hoàn thiện bản thân của họ. Tại vì nếu mà mình ép người ta hoàn thiện bản thân họ thì rất là khó, dễ mất lòng lắm. Dạ. Rồi nói như nếu hai đứa có một cuộc tranh cãi với nhau thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người xin lỗi? Đó, bàn với nhau đi. Nếu mà cãi nhau chắc anh giỏi xuống nước lắm. Tại vì anh nhịn giỏi. Tức là nghe cãi thì con cũng hay quên. Trừ hai là con cũng quên à. Nên cũng không để bụng lâu ngày. Dạ. Em cũng tính nói là em sẽ nhường. Hai đứa nhường hết luôn vậy đó hả? Tại vì bạn này là hồi nãy bạn có nói là cái điểm mạnh của bạn là bạn rất là chịu đựng. Bạn chịu đựng được dạ, hết. Không thích cãi nhau. Con cũng vậy, con không thích cãi nhau. Nhưng mà ví dụ mà họ cãi thì con im lặng rồi con nghe xíu rồi. Nhưng mà con phải tập trung nghe chứ không họ cãi, họ sẽ chửi lâu lắm. Mình mà kiểu như mặt trơ trơ lên là họ bực, họ chửi lâu lắm. Mình phải mặt nhăn thấu hiểu. Sau rồi họ sẽ cảm thấy là mình hiểu rồi, họ sẽ ngưng lại. Mình nghĩ một chút về tương lai đi. Sau này nếu mà mình có góp gạo thổi chung á thì mình sẽ có thích con trai hay thích con gái, rồi kinh tế ai quyết định, bàn luôn đi các bạn. Em nói trước đi. Con chưa biết là cái người này có phải là chồng của con hay không, nên con không có trả lời được là con thích con trai hay con gái. Không, mình cảm nhận đi, bây giờ mình tưởng tượng đi, nếu sau này có một gia đình mình thế nào để mình cùng trao đổi quan điểm với nhau đó, để mình mới hiểu nhau nhiều hơn chứ. Bây giờ con trai thì mạnh mẽ, con gái thì dễ thương, con cái là y chang, mình không quyết định được. Ông trời cho mình sao thì mình, cho mình người nào thì mình thương người đó. Anh thích rồi. Con gái. Em có khó khăn trong việc ví dụ sau này mà lập gia đình thì phải ở, bắt buộc phải ở đâu không? Dạ. Cái đó là tùy thuộc vào tình cảm của người ta thương mình bao nhiêu thì mình sẽ đi chơi, là ở đâu không quan trọng, người ta thương mình nhiều hoặc là mình có thể cảm nhận được điều đó là được rồi. Anh có em giống quan điểm của anh. Anh thì anh nghĩ là khi mà mình quen nhau rồi, khi mà mình có nhiều tình cảm rồi thì bên nào mà thuyết phục hợp lý hơn thì mình theo bên kia. Dạ. Còn nếu mà ngang ngược thì chắc cũng không có nhiều tình cảm được. Dạ. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới cho nó gần. Có đứng dậy không chú? Đúng vậy, bước tới gần đó. Nào, nhìn nhau mà hát. Con nhớ lời chứ. Truyền cảm xúc cho nhau. Con muốn dành tặng bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Dạ. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở, và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài. Chết rồi. Những ngày. Cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Con hát muốn rớt cái lưỡi đâu mày. Nghe được nắng dưới bóng dừa lả lơi. Được rồi. Nào, mình đứng lên mình đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Hồi nãy chú Quyền Linh đọc giùm con là con hết rồi. Gì nữa? Tôi đọc nữa hả? Bây giờ hồi nãy chú đọc rồi. Tức là bạn chỉ biết làm thơ thôi. Nhưng anh mà cái bài đó là chú Quyền Linh đọc rồi. À vậy à. Cho nên là thôi đó. Có bài thơ nào tự đọc không?
Dạ, bạn nó muốn con đọc thêm lần nữa thì dạ. Con đây, xong rồi tặng bạn cái này. Nhưng luôn đi để bạn về bạn nghiên cứu. Dạ. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ. Thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày được ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài hay sao quá trời, là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Rồi, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Tặng bạn đi. Dạ. Tặng luôn đi để về nghiên cứu. Hoa này em vẽ hả? Dạ, cái đó... Này tập đã có sẵn rồi. Dạ, đúng con... rồi. Chữ thôi, chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Đó, dạ, con cảm ơn. Thôi, trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Bây giờ đã cho hai trẻ nó đã tìm hiểu kỹ về nhau chưa nè. Rồi á, coi nút bấm chờ đợi nè. Ngồi đi con. Bây giờ chúng ta sẽ để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Bên tay trái Phương con, tay trái Phương. Bên tay phải của con. Đúng rồi. Sẵn sàng để tay nút bấm. Nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không, đây có phải là một người có thể cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nha. Nếu thật sự chúng ta bấm nút, bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mình đang đối diện với bà con khán giả, đặc biệt là đối diện với gia đình hai bên, cha mẹ của mình, không dối con tim của mình được đâu nha. Tình yêu là phải thật sự rung động. Nào, suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm. Bắt 1 đầu. 2 3 Hết thời gian. Wow. Không rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Dạ. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Dạ. Và nói gì với gia đình đi. Hồi hộp quá hả con? Phương nói trước đi nào. Tay của em ấy lạnh quá. Phương nói gì gia đình đi. Dạ. Xin phép gia đình là chúng con bắt đầu từ giờ sẽ cho con hẹn hò với nhau. Và con hứa điều gì đó. Vâng. Như lời chú Kinh nói thì con cũng xin phép chị đây với đây, gia đình bên này. Bố mẹ đang xem truyền hình đó, con nhìn thẳng nó đi thôi. Dạ. Con xin phép cô chú cho con được tìm hiểu bạn Ngọc. Và hứa gì để cho cô chú tin chứ? À, con hứa sẽ chân thành nghiêm túc ạ. Đó. Rồi, xin phép luôn. Xin phép hôm nữa, hôm đầu tiên luôn đi con. Anh không được không? Không. Bây giờ là có mẹ đây nè. Thấy không? Dạ. Đó. Dạ. Có mẹ nói gì không. Đi. Dạ, con chào bác. Đó, chào các dì. Dạ, con chào các dì, các cô ạ. Hôm nay tụi con có duyên gặp ở đây. Bác với dì gọi là cổ vũ tụi con, ủng hộ con để con tụi con sớm đến với nhau. Dạ, hy vọng bác với dì ủng hộ tụi con. Dạ. Nó đang rung quá rồi mấy chị. Rung quá. Tội nghiệp. Rồi con xin phép đưa hôn bạn mà. Đi Phương á. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Trời ơi. Nụ hôn đầu tiên của bé Ngọc đó. Đầu tiên đó. Ngọc rất là yếu đuối trong tình yêu đó nha. Thẹn thùng nó mắc cỡ, rung mà tay nắm chặt cứng ngắc luôn kìa. Không, tại tay bạn lạnh nên con muốn làm cho bạn ấm. Tay lạnh. Hai tay bạn lạnh. Đều nắm chặt hết trơn. Linh, tay lạnh ngắt tay luôn á. Lạnh ngắt rồi. Bây giờ nó lên tới 70 nữa mà tới 100% rồi. Thôi, chúc hai con hạnh phúc nha. Cố gắng vun đắp trong mối tình này. Lần đầu tiên gặp mặt và lần đầu tiên cũng thật là ấn tượng ha. Hai đứa đều là trai tài gái sắc hết đó nha. Cố gắng. Nhất là Phương á nè. Nhiều nha. Phương là đã có chút xíu kinh nghiệm trong tình trường rồi. Dạ. Còn Ngọc là còn tinh khôi, thành ra là con phải nâng niu em nghe không? Chỉ dạy cho em.